Chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái ổ cắm đa năng. Thì ổ cắm này chúng ta có thể điều chỉnh được cái tốc độ của máy mài, máy cắt, hoặc là điều chỉnh tốc độ của cái quạt điện của chúng ta, cũng như là chúng ta điều chỉnh cái độ sáng của bóng đèn. Thì cái cách thức lắp đặt của nó là rất là đơn giản. Khi xem xong cái video này thì bất cứ ai cũng có thể làm được, bởi vì nó quá đơn giản và các cái thiết bị thì nó sẵn có, thì chúng ta chỉ cần ra tiệm điện chúng ta mua là về là chúng ta lắp đặt. Và vì sao chúng ta phải lắp đặt cái ổ cắm đa năng này? Thì nó có nhiều cái ứng dụng mà chúng ta cần đi nó. Thì giả sử như ở đây chúng ta có cái máy mài máy cắt này, nếu như mà cái máy chúng ta cắm điện trực tiếp vào á, thì cái máy này nó sẽ chạy vô quay với tốc độ rất là nhanh. Ở đây cái máy này nó không có cái chế độ điều chỉnh tốc độ, thì thông qua cái ổ cắm này chúng ta có thể điều chỉnh cái tốc độ mong muốn để chúng ta có thể là khi chúng ta mài hoặc là chúng ta đánh bóng ta cần tốc độ thấp thì chúng ta sử dụng qua cái ổ cắm này, cũng như là cái quạt điện của chúng ta. Bởi vì là khi chúng ta đã bật đến cái số nhỏ nhất rồi nhưng mà nó vẫn mạnh, nó vẫn chạy quay nhanh, thì chúng ta sẽ sử dụng cái ổ cắm này để chúng ta điều chỉnh, chúng ta giảm được cái tốc độ của cái quạt theo ý muốn của chúng ta. Và chúng ta cũng có thể điều chỉnh được cái độ sáng của cái bóng đèn. Và ở đây tôi lưu ý các bạn một cái nữa là ở đây các bạn thấy là cái nếu như mà khi chúng ta sử dụng các cái loại máy cắt cầm tay á, cái fit này nó rất là lớn. Thì các bạn lắp hai cái ví dụ như ở đây các bạn lắp cái mặt 3 thì cái ổ cắm này nó xích với lại cái này, thì các bạn lắp vào là nó sẽ cắn cái này là chúng ta sử dụng cái fit này không được. Cho nên là các bạn chỉ lắp cho tôi là cái mặt 2 thôi. Thì các bạn thấy là đây là cái mặt 3, chúng ta lắp 3 thiết bị. Ở đây các bạn mua cái mặt 2 này. Thế về chúng ta khi chúng ta cắm cái fit lớn này thì nó không ảnh hưởng. Rồi ngay sau đây chúng ta sẽ đi vào cái lắp đặt. Thì đầu tiên á, các bạn mua cho tôi một cái đây các bạn thấy mua một cái mặt 2 thì nó gồm như thế này. Cái mặt 2 hình chữ nhật và một cái đế chữ nhật, có thể là đế nổi hoặc là đế âm cũng được các bạn. Và cái quan trọng là các bạn thấy là đây chúng ta mua cái chính là cái này, đây là cái dimmer, và chúng ta cần một cái ổ cắm nữa. Đây các bạn thấy là chúng ta cần một cái ổ cắm như thế này, đây cái ổ cắm đây. Thì chúng ta chỉ cần hai cái thiết bị này là chúng ta lắp mà hoàn thành được một cái mạch điện của chúng ta. Thì các bạn thấy ở đây cái dimmer này, dimmer này là tôi đang sử dụng là cái dimmer là 700W, cái dimmer cho đèn, và cái dimmer cho quạt là các bạn vẫn sử dụng được nha các bạn. Thì ở đây các bạn muốn mà chúng ta sử dụng cái máy mà công suất lớn á, thì các bạn mua cái dimmer này nó lớn hơn một tí, thì có thể các bạn mua cái dimmer 1000W để các bạn điều chỉnh cho nó an toàn. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào lắp đặt, thì nó rất là đơn giản các bạn. Thì đầu tiên là các bạn sẽ lắp cái dimmer này vào trong cái mặt của chúng ta đây. Thì các bạn để ý là theo cái chiều các bạn lắp vào đấy các bạn, nếu như các bạn để theo cái chiều đứng này thì các bạn sẽ lắp, các bạn để đứng thì các bạn thấy cái chiều này nó hướng lên này, đấy cái hướng lên là hướng dẫn là hướng lên, thì các bạn phải để cái này nó đúng theo cái chữ là hướng lên như thế này để chúng ta đặt. Đấy các bạn để ý cái chỗ đấy. Thì chúng ta lắp ngược thì nó không có được thẩm mỹ chứ không sao cả các bạn. Cho nên là các bạn để ý cái chỗ lắp đặt này. Rồi các bạn để cái mũi tay hướng lên này các bạn bỏ này vào. Đây cái ghề này các bạn bỏ vào và các bạn chặn vào là xong. Thì tương tự cái ổ cắm này cũng vậy các bạn. Cái ổ cắm này á, thì nó có cái cực nó ghi L và N. Thì các bạn để cái chiều này. Đấy theo cái chiều của cái này để các bạn cào dây cho nó dễ. Thì chúng ta sẽ đấu nối. Đấy rồi các bạn bỏ nó sụp vào là xong. Rồi tiếp theo á, là các bạn sử dụng cho tôi một cái cầu đấu dây, cái phít cắm này để chúng ta cấp cái nguồn cho nó. Thì các bạn sẽ xỏ vào trong cái hộp này. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta đấu nối các bạn. Thì đầu tiên á, là các bạn đấu nối á, thì các bạn sẽ đấu nó như thế này. Theo cái nguyên tắc á, là các bạn đấu ví dụ như cái thiết bị điều khiển là giống như là cái công tắc hoặc là cái dimmer này, nó cũng là thiết bị điều khiển. Thì chúng ta sẽ đáo cái dây lửa vào trong cái thiết bị này. Thì đầu tiên là các bạn đây cái hiệu này là tôi quấn làm giáo, đây là chúng ta là sẽ lấy lửa. Thì các bạn sẽ lấy một cực của cái dimmer này, các bạn bắt vào trong cái dây lửa này cho tôi. Rồi các bạn bắt một cực vào dây lửa này, sau đó các bạn quấn băng keo lại cho nó chặt.
Rồi, các bạn quấn bằng keo lại. Đáo nó rất là đơn giản các bạn, nó không có cái gì là phức tạp cả. Các thiết bị thì nhà có sẵn, các bạn ra tiệm điện các bạn mua một cái là sẽ có cái chúng ta lắp đặt. Rồi tiếp theo là cái cực thứ hai của cái dimmer này, tức là chúng ta nối tiếp cái qua cái ổ cắm đấy các bạn. Cực thứ hai này các bạn đáo vào cái hiệu L này, đây các bạn đáo vào đây. Thì các bạn đáo vào hai cực cực nào cũng được, nhưng mà chúng ta nên đáo đúng đúng cái cực của cái ổ cắm này. Rồi các bạn cho nó vào đây. Như vậy là cái ổ cắm này nó được cấp lửa qua cái dimmer này đây các bạn. Khi cái dimmer này hoạt động thì cái ổ cắm này nó sẽ được cấp lửa. Và nguội, nguội thì chúng ta cái dây nguội là cái dây này, chúng ta sẽ đáo trực tiếp vào trong cái cực còn lại cái ổ cắm này, là cực N này đây các bạn. Rồi các bạn ghim vào đây. Cái ổ cắm đấu nối này là chúng ta chỉ cần ghim vào là nó dính. Và với cái dây cứng á, thì các bạn xỏ vào đây là được. Còn cái dây mềm này các bạn xỏ vào nó không vào, thì các bạn sử dụng bút thuốc điện này, các bạn nhấn vào cái lõi này, các bạn sẽ bỏ vào. Rồi sau khi các bạn ghim cái này rồi vào được rồi thì các bạn rút cái này ra. Thì có cái loại thông thường á, thì các bạn hay thấy là hay mua cái loại có cái bàn vít này. Cái loại này thi công nó rất là lâu các bạn, cái này rất là tiện. Khi mà chúng ta đã bỏ vào cái khớp rồi là chúng ta rỉ nó không ra đâu, nó cứng lắm. Rồi như vậy là chúng ta đã đấu nối xong cái thiết bị này, các bạn thấy nó đơn giản không? Rồi cái dây nguội dây lửa chúng ta qua một cực của cái dimmer này, từ cái dimmer này ta qua cái ổ cắm, và từ cái dây cấp nguồn cái dây dây nguội chúng ta vào trực tiếp vào cái ổ cắm này là xong. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đại cái nắp lại và chúng ta sẽ tiến hành chúng ta tắt cái mạch điện này. Rồi các bạn vặn vít vào. Ở đây chúng ta sẽ vặn vít vào. Đó, cách đấu nối nó rất là đơn giản các bạn. Và cái thiết bị thì chúng ta mua nó, cái thiết bị thì nó cũng sẵn có này, các bạn ra ngoài các bạn mua một bộ như thế này, các bạn về các bạn lắp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gài cái nắp này lại. Các bạn thấy lưu ý cái nắp này nó có điểm khuyết đây. Đây các bạn phải để cái chiều này của bạn gắn ra. Rồi các bạn chặn xuống là xong. Rồi như vậy là chúng ta đã xong cái thiết bị của chúng ta rồi đó. Rồi bây giờ tôi sẽ cắm điện vào và chúng ta sẽ thử cái mạch này cho các bạn xem. Đây, cái fix này là chúng ta cấp nguồn cho cái mạch này. Rồi các bạn thấy ví dụ như đơn giản như bây giờ cái máy cát này. Các bạn thấy khi tôi cắm trực tiếp cái máy cát này vào cái nguồn điện mà cái nguồn trực tiếp á, thì các bạn thấy cái máy cát của chúng ta nó quay rất là mạnh. Đây tôi sẽ bật lên cho các bạn xem nha. Đây cái công tắc như này các bạn này, các bạn bật lên. Đây cái máy cát của chúng ta nó quay rất là mạnh. Thì bây giờ để muốn giảm được cái tốc độ của cái máy cát này, các bạn sẽ chuyển qua cái ổ cắm này, cái ổ cắm điều chỉnh tốc độ này. Đấy, các bạn chuyển vào và cắm vào đây. Rồi khi chúng ta điều chỉnh cái này, chúng ta điều chỉnh ở đây có min này, max này, các bạn dặn theo cái chiều này, cùng chiều kim đồng hồ này, thì cái tốc độ máy cát của chúng ta nó sẽ tăng dần. Ở đây tôi sẽ bật lên cho các bạn xem. Đấy, các bạn thấy cái máy chạy từ các bạn tăng. Đấy, khi chúng ta tăng hết cỡ thì cái máy cát này nó chạy với tốc độ là lớn nhất. Đấy, đây là cái máy cát. Thì chúng ta muốn điều chỉnh được cái tốc độ theo mong muốn của chúng ta thì chúng ta điều chỉnh cái trong cái dimmer này. Rồi bây giờ đến cái độ sáng của cái bóng đèn này, thì tôi điều chỉnh cho các bạn xem. Đây, chúng ta ghim cái bóng đèn này vào. Thì các bạn để ý cái bóng đèn này khi chúng ta vặn lên, chúng ta tăng dần lên thì các bạn thấy là bóng đèn của chúng ta nó sẽ sáng sáng dần dần lên. Đấy, các bạn thấy là nó sáng dần dần lên. Nó mờ dần. Rồi chúng ta dặn ngược lại thì nó mờ dần. Đấy, đây là cách chúng ta điều chỉnh cái bóng đèn này. Rồi bây giờ đến cái quạt điện, chúng ta cũng điều khiển tương tự như vậy các bạn. Đây các bạn thấy cái quạt điện đây. Tôi có cái ổ cắm của chúng ta đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ cắm cái fix của cái quạt điện vào để chúng ta điều khiển. Thì các bạn thấy đây tôi sẽ cắm cái này vào. Rồi và khi chúng ta bật cái quạt lên. Ở đây giả sử như tôi bật cái số 3 này, số 3 là số mạnh nhất đấy. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ điều khiển cái quạt này nó hoạt động. Thì vào mùa đông thì chúng ta không cần phải cho cái quạt của chúng ta nó chạy mạnh, hoặc là chúng ta cho không cần phải chạy mạnh. Thì bây giờ chúng ta sẽ mở cái quạt lên, các bạn thấy. Đây cái quạt của chúng ta, khi chúng ta mở lên thì nó chạy từ từ.
Khi chúng ta vặn cái biến trễ này, ta vặn theo cái chiều chiều tan này, thì cái quạt, các bạn thấy cái quạt của chúng ta nó sẽ chạy, nó tan dần cái tốc độ đấy. Đây chúng ta vặn theo chiều ngược lại thì nó sẽ giảm cái tốc độ đấy. Đấy, đây là chúng ta điều khiển cái quạt. Thì vào mùa đông thì chúng ta không cần cái tốc độ mạnh, thì chúng ta có thể sử dụng cái dimmer này để chúng ta điều khiển, hoặc là chúng ta sử dụng cái quạt này để cho người già và trẻ nhỏ, hoặc là khi chúng ta sử dụng vào ban đêm á, thì chúng ta cần cái tốc độ gió vừa phải, thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái quạt này thông qua cái ổ cắm này. Thì đấy, các bạn thấy là cái ổ cắm này nó rất là tiện lợi và nó rất là dễ lắp đặt, thì các bạn nên lắp một cái để chúng ta sử dụng. Còn video này chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các cái video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.